Thu Minh gây thất kim với màn đua mình trên không, lần đầu hát cùng Sơn Tùng. Ngoài việc xuất hiện ấn tượng từ trên cao, tiết mục song ca của Thu Minh và đàn em Sơn Tùng MTB đã khiến 25.000 khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh như vỡ òa. Hơn 25.000 khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thưởng thức một đêm nhạc sôi động và hoành tráng đã diễn ra vào tối qua ngày 21 tháng 12 với sự tham gia của hai nhóm nhạc đình đám Michael Lenturos đến từ Đan Mạch, Wonder Girls đến từ Hàn Quốc và hai đại diện nước nhà Thu Minh và Sơn Tùng MTB. Khán giả đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc âm nhạc trong đêm diễn với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu. Nữ hoàng nhạc đen Thu Minh liều mình khi mạo hiểm đu dây và hát rất khỏe khoắn. Bên cạnh đó, màn song ca lần đầu của cô cùng chàng ca sĩ Sơn Tùng MTB đã khiến các khán giả như vỡ tung vì tiết mục có 102 này. Thu Minh mở màn chương trình với ca khúc Hello Việt Nam. Hoa Khôi Lan Khuê và Thanh Hằng xuất hiện ấn tượng trong tiết mục của Thu Minh. Với ca khúc On By My Trail, Thu Minh khiến khán giả thót tim khi xuất hiện từ độ cao hàng chục mét. Nữ giám khảo Việt Nam Idol gây nổi da gà với giọng hát live khỏe khoắn. Cô nhanh chóng thay đổi trang phục vô cùng sexy. Sự đáng yêu và gần gũi của Thu Minh đã chiếm trọn tình cảm của khán giả tại sân vận động quân khu 7 tối qua. Trước tình cảm nồng nhiệt của mọi người, Thu Minh tiến xuống dưới và leo lên ghế hát tặng khán giả ca khúc mới nhất Goodbye. Nhóm Michael Lenturos xuất hiện trong sự chờ đợi của khán giả trong đêm nhạc. Đã 26 năm, nhóm nhạc đình đám này mới có dịp trở lại biểu diễn tại Sài Gòn. Khán giả hát theo từng bài hit gắn liền với tên tuổi của nhóm The X-Star, 25 Minutes, Trap Me Through Your Heart, Sleeping Chill. Với ca khúc siêu hit That's Why, nhóm Michael Lenturos đã thỏa mãn được tất cả khán giả tham gia trong chương trình. Ba mẫu Wonder Girl xuất hiện trên sân khấu Sky Connection. Với lối trình diễn trẻ trung và quyến rũ, nhóm Wonder Girl đã khiến khán giả không thể ngồi yên qua từng ca khúc sôi động. Wonder Girl ghi điểm với sự thân thiện khi giao lưu cùng mọi người và vị trí quang bảo. Chàng lãng tử Sơn Tùng MTB xuất hiện và bắn ráp vô cùng ấn tượng. Anh khiến khán giả phải vừa hát vừa nhảy theo mình với hàng loạt ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua, Chắc Ai Đó Sẽ Về Và Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Sự trở lại của nữ hoàng nhạc đen Thu Minh khiến khán giả càng phấn khích hơn bao giờ hết. Hơn 25.000 khán giả như vỡ òa với tiết mục song ca bay có 102 của Thu Minh và Sơn Tùng MTB. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!